Đây, quay làm kẹo nhãn này. Quay quay thẳng cái rắn rồi quay quay đâu kể cả còn phải quay cả cái đấy, nó đang nổi đang nặn kẹo nhãn đấy chứ. Đây là các cái viên đã nặn rồi đây này. Đây là kẹo nhãn em gái làm này. Đây mấy mẻ dán rồi. Ai có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng. Mai đi chưa? Mai mẹ cháu đi chưa? Sáng mai đi mà. Ai đưa đi? Cháu. Cháu đưa rồi. Đấy. Đây, chợ nhãn. Hôm nay không làm bao vừng à? Cân được mấy cháu rồi cơ. Đọc số điện thoại nào quên à, để ai lấy thì liên hệ số điện thoại 0988 973 863 và số Việt theo là 0988 973 863. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại để lấy hàng nha. Hàng đặt theo yêu cầu. Ship hàng toàn quốc luôn ạ. Bên đấy nó cũng làm kẹo nhãn, nhưng mà nó không bỏ trứng. Làm trứng thì ăn nó không ngon. Không bỏ trứng thì làm sao mà ngon được bác? Đây phải có trứng. Như cái kiểu nó ấy xong đây nó là bỏ trứng không thôi đấy, không ấy. Không có nó tí nước nào đâu, nó bỏ vào nó ấy. Nên, nên nó mới giòn như mình. Giòn mới thơm được. Kẹo nhãn này, quẩy này, kẹo nhãn bao đường hay kẹo nhãn mặn cũng làm mà bà. Kẹo nhãn mặn thì bỏ hạt nêm cho các bệnh nhân tiểu đường không ăn được thì chỉ có ăn cái đồ mặn thôi. Đấy, đây đang dán kẹo nhãn. Đây dầu ăn này, dầu ăn để dán này. Đây những cái này ngon lắm các bác, này thơm ngon, mẹ này mới ra lò nên đang nóng. Dán thì tí là được mẹ. Địa chỉ của em mình đang sản xuất cái món kẹo nhãn đặc sản Quan Hóa từ một thị trấn Quan Hóa, Thanh Hóa. Ai có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại như này đó. Và tí nữa tôi sẽ ghi ở cái tiêu đề của bài đăng này luôn trên YouTube này luôn nhé. Các bác vào nhà mình nữa đi. Bác cái gì? Mày gọi mày gì? Vâng. À, vâng. Các bà vào mình nữa. Thì Thanh này nhớ đâu nè, anh nhớ không? Đây bác mẹ. Đây. Địa chỉ đây nhá. Tự Quân này, hàng tạp hóa này. Nhận làm kẹo nhãn này. Giặt chăn ga này, địa chỉ khu 1 thị trấn Quan Hóa. Đây số điện thoại bàn.
nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Bây giờ một ít nữa. Mấy cái ca kìa? 3 ca kìa.